Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, nhắc đến phong thủy thì người ta thường nghĩ đến những điều chỉ thuộc về tâm linh và không có minh chứng cụ thể. Thực ra thì nhiều người có lẽ cũng chưa thật sự hiểu rõ phong thủy là gì. Mua mảnh đất, mua căn nhà cũng xem phong thủy, trồng cái cây trong nhà cũng xem phong thủy. Vậy phong thủy là gì? Phong thủy là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố xung quanh con người. Phong thủy liên quan mạnh mẽ đến sự hưng vượng, họa phúc, suy vong, cát hung, thọ yểu trong kinh doanh buôn bán, làm ăn, ách tắc hay là sự hanh thông thuận lợi trong công việc. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nhiều người, thuật phong thủy không đặt nền móng trên sự mê tín và tín ngưỡng, mà đó chính là một ngành khoa học tự nhiên đã được trải qua hàng nghìn thử nghiệm cùng với thực hành. Phong thủy là nghệ thuật giúp con người có thể sống hài hòa hơn, thế nhưng phong thủy cũng không chỉ có ở những vật ngoại thân mà ngay trên con người chúng ta cũng có những thứ phong thủy. Nếu như biết khai thác và sử dụng đúng, cuộc đời không sớm thì muộn cũng sẽ phất lên. Vậy những thứ phong thủy ấy là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong clip sau và quý vị cũng đừng quên chia sẻ clip quý vị nhé. Ba thứ phong thủy trên cơ thể, nếu biết khai thác, cuộc đời sẽ phất lên. Thứ nhất, miệng. Ai cũng biết đến hậu quả của khẩu nghiệp. Nghiệp ác từ những lời thị phi thật sự rất khủng khiếp. Trong cuộc đời của một người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức. Nhưng việc nói những lời thất đức, thiếu đức, khó nghe và không đúng đắn thì có thể xảy ra mỗi ngày. Tích lũy qua năm tháng, phúc báo sẽ vì khẩu nghiệp mà chạy mất hết. Do đó, người nói chuyện không có khẩu đức, cả cuộc đời thường gập ghềnh nhấp nhô, thậm chí rất thê lương. Vì thế, ngay cả lúc đầu óc tỉnh táo nhất hay tức giận cũng cần ghi nhớ không thể nói những lời này ra. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Điều không biết thì đừng nói, hoặc hãy nói cho cẩn trọng. Đôi khi người ta nghĩ bạn đạo đức giả hoặc thiếu hiểu biết, không có chính kiến. Chi bằng diễn đạt một cách cẩn thận, mọi người sẽ cảm thấy rằng bạn là một người đáng tin cậy. Khi đang buồn bã, có ý muốn chia sẻ, nhưng nếu gặp bất cứ ai cũng thổ lộ, sẽ rất dễ làm cho người nghe bị áp lực tâm lý, đồng thời nảy sinh nhiều mối nghi ngờ, cảm thấy nhàm chán. Ấn tượng trước đây của bạn trong mắt người khác cũng sẽ bị mai một, khiến người ta xa lánh vì sợ bạn lại trút khổ lên họ. Đối với những việc mà mình không có khả năng thực hiện được thì đừng nhận lời, không được dễ dãi cam kết những việc ngoài tầm tay, phải để cho người ta tin rằng bạn nói được thì sẽ làm được. Miệng muốn nói lời hay ý đẹp thì trong lòng phải thực sự tốt, phải có hảo tâm. Vì vậy, người đó sẽ phát ra từ trường tốt xung quanh mình. Những thứ tốt đẹp sẽ tìm đến với người này và họ có phúc báo. Vậy, hảo tâm là gì? Trước tiên, cần biết đủ và biết cảm ơn. Người hay phàn nàn, không hài lòng với số mệnh, ích kỷ và ganh ghét đố kỵ, thường hay oán trời trách đất. Họ không trân quý những gì vốn có của bản thân nên mới luôn cảm thấy bất bình, thông qua cái miệng suốt ngày ca cầm. Đây cũng là một cách làm tổn hại phúc báo rất nhanh, cũng là một dấu hiệu của người bạc mệnh, hiện tại hoặc sau này. Thứ hai, tâm. Vun đắp một trái tim lương thiện, khoan dung và khiêm tốn chính là đang tạo phong thủy tốt cho cuộc đời mình. Làm người, hãy cố gắng nghĩ và hiểu cho nỗi khổ của người khác. Sự khoan dung của bạn nhất định sẽ đổi được sự tôn trọng nhiều hơn từ những người xung quanh. Tất cả mọi sự khoan dung đều bắt nguồn từ việc nghĩ cho người khác, hiểu được nỗi khổ hay những điều khó nói của người khác. Khiêm tốn cũng là một dạng bao dung, giống như núi không chê đá nên ngày một cao, biển không chê nước mà ngày một mênh mông, rộng lớn. Khiêm tốn thể hiện tầm nhìn của con người, là một sức mạnh và là một dạng bao dung. Khiêm tốn một chút sẽ chẳng hề thiệt thòi. Một trái tim khiêm tốn giống như một cây cỏ dại, không gây cười cho thế giới bên ngoài, cũng chẳng bận tâm tới sự giễu cợt từ thế giới bên ngoài đó, mà lặng lẽ tích lũy sức mạnh cho bản thân. Lương thiện
là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện đều là những người vĩ đại. Lương thiện là thiên tính của mỗi con người, là yếu tố căn bản nhất để hình thành nên một con người. Mất đi lương thiện, con người sẽ không bằng cả loài cầm thú. Ác giả, ác báo, thiện hữu, thiện báo. Có một trái tim lương thiện, làm việc thiện, cuộc đời bạn nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Một người có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng không thể không có trái tim lương thiện. Mất đi yếu tố này, con người đã đánh mất cái gốc rễ căn bản nhất. Hãy thường xuyên gieo lương thiện để cuộc sống của chúng ta luôn gặp những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Thứ ba, hành vi. Hành động chính là yếu tố chủ yếu để tạo nên phong thủy cho chính mình. Muốn có phong thủy, số mệnh tốt, được hưởng phúc báo thì tuyệt đối không được hại người để lấy lợi về mình. Bạn cho rằng bạn kiếm trác, hưởng lợi từ việc làm của mình, nhưng bạn có biết bạn đang bán rẻ nhân cách của bản thân hay không? Làm tổn hại cho người khác, mưu lợi cho bản thân là việc tuyệt đối không nên. Việc này có thể đem lại lợi ích trước mắt. Song hãy nghĩ xem, người khác cũng đâu có ngốc. Bạn đối xử với họ thế nào, họ sẽ đối xử lại với bạn như vậy thôi. Giữa người với người, tốt nhất hãy để trạng thái tương hỗ tồn tại. Giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn là việc đạp người khác xuống để mình ngoi lên. Bởi việc làm trái đạo lý này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Làm người cũng đừng nghĩ có bữa cơm nào là miễn phí cả. Đừng nghĩ có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống. Nếu có thì cũng chưa chắc đã rơi trúng bạn. Không ít người vì muốn tranh thủ những lợi ích vặt vãnh mà tham thứ mang lại giá trị vụn vặt không phải của mình, đánh mất đi những giá trị lớn hơn, có thể là tài sản của chính mình, hay cao hơn nữa là lòng tin, sự tín nhiệm của người khác. Đừng bao giờ đi đường tắt để đạt được mục đích. Người khôn ngoan hay tìm cách ngắn nhất và nhanh nhất để hoàn thành công việc. Thế nhưng thành công thì không có đường tắt, nhất định phải hết sức nỗ lực mới có thể đạt được mục tiêu. Những người sử dụng đủ các loại mánh khóe, mặc dù nhất thời có vẻ như đạt được một vài kết quả tốt, nhưng nền móng không vững chắc, cuối cùng sẽ không có kết quả lý tưởng. Người ta coi trọng phong thủy bởi tin rằng đất cát, nhà cửa, thiết kế bài trí được sắp đặt đúng thì sẽ mang lại thịnh vượng cho gia đình. Thế nhưng đâu phải cứ mua vật phẩm phong thủy quý giá để án giữ, chiêu mời tài lộc là có thể vì tiền mà không điều xấu nào không dám phạm. Bon chen, tranh đấu, hại người chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi. Làm đủ chuyện xấu trong thiên hạ, rồi tin rằng phong thủy giúp hóa giải cát hung. Lẽ nào có chuyện ấy? Vậy nên, kỳ thực, phong thủy quan trọng nhất của đời người là chính mình. Phong thủy chân chính là thấu hiểu lẽ xoay vần của trời đất, sống sao cho thuận thiên lý. Người xưa nói, khôn ngoan không lại với trời là vậy. Lấy chăm chỉ, thiện lương, chân chính làm đầu thì hết thảy những gì đáng đắc đều sẽ không bỏ lỡ, lại để lại phúc báo đến đời sau. Nếu là người có phúc thì nơi họ ở cũng là phúc địa đất lành. Còn người ở nơi được cho là phúc địa, đất lành, nhưng tâm tính không tốt thì phúc phận cũng theo đó mà tiêu tan. Người ta biết phong thủy có thể dưỡng người, nhưng lại không biết được rằng người cũng có thể dưỡng phong thủy. Cho nên phúc phận của một người cũng cần phải tích lũy mới thành. Có một câu nói như thế này: một việc thiện giải trăm việc ác. Bởi theo như quan điểm của Phật giáo thì tích đức hành thiện sẽ giúp bản thân có thể thay đổi nghiệp quả ác từ nhiều đời trước, tạo ra những nghiệp thiện. Và nếu như làm nhiều sẽ có khả năng báo ứng ngay thời điểm hiện tại, làm cho vận mệnh được cải thiện đáng kể. Chuyện kể rằng, Triệu Tử Hào
làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự 3 tầng, bên trong có vườn hoa, cây cảnh, ao cá, kết hợp rất đẹp mắt. Đằng sau vườn còn có cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới mua mảnh đất này. Nguyên nhân là bởi vợ anh rất thích ăn vải. Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ. Triệu tự hào tự lái xe hơi, mời một đại sư đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy. Sau khi trình bày mọi chuyện, Triệu tự hào lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình. Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường. Vị đại sư cười nói, ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi. Triệu tự hào cười lớn đáp, những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ. Xe về tới thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường. Triệu tự hào vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi. Anh vẫn chưa kịp nhấn ga đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước. Vị đại sư ngạc nhiên hỏi, sao anh biết phía sau vẫn còn một đứa trẻ nữa? Triệu tự hào nhún vai. Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt. Nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được. Vị đại sư giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương. Có tâm. Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, Triệu tự hào liền dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy. Phiền đại sư đợi ở đây một lát. Vị đại sư lại một lần nữa ngạc nhiên. Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải. Bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ. Không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm. Triệu tự hào cười đáp. Thầy phong thủy trầm ngâm trong giây lát và nói, phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa. Lúc này tới lượt Triệu tự hào ngạc nhiên. Thưa đại sư, sao ông lại nói như vậy? Những nơi có anh đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi. Vị đại sư đáp lời. Con người nếu có tâm có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ bị tự phá vỡ nếu con người sống không có tâm có đức.